Giá chào bán cho khu căn hộ cao cấp The Galleria là bao nhiêu? Đây là đề tài được rất nhiều quý khán giả trong kênh đề cập rất nhiều trong thời gian gần đây. Và để giải đáp thắc mắc cho quý khách hàng trên kênh cũng như hiểu rõ hơn về mức giá mua bán căn hộ tại đây, nhằm giúp cho quý anh chị xác định được rõ tài chính và nhu cầu tìm kiếm căn hộ phù hợp nhất cho mình trong thời gian tới. Sau đây, Văn sẽ mời quý anh chị và các bạn xem flycam toàn cảnh thông tin chi tiết giá mua bán tại khu căn hộ Metropole Thủ Thiêm. The Galleria là phân khu đầu tiên của The Metropole được bàn giao vào tháng 7 năm 2021 và cũng là phân khu gần sông với view sông Sài Gòn vĩnh viễn. Hiện tại cư dân đã lấp đầy hơn 80%. The Galleria có tổng số 456 căn hộ, 3 penthouse và 61 căn shop house. Quy mô dự án là xây dựng được 3 tòa tháp, kết cấu một hầm và tầng khối đế cao 4 tầng, tầng khối cao tầng cao 8 tầng. Tại The Galleria được chủ đầu tư thiết kế với nhiều loại căn hộ diện tích khác nhau. Một phòng ngủ 50m² được chào bán với mức giá 6.6 đến 7.8 tỷ đồng. Còn loại 2 phòng ngủ diện tích 70m² được chào bán là 12 đến 15 tỷ đồng một căn. Loại 3 phòng ngủ có diện tích 110m² được chào bán với mức giá 18 đến 25 tỷ đồng một căn. Loại 4 phòng ngủ có diện tích rộng hơn, có diện tích là 170m² được chào bán với mức giá 35 đến 45 tỷ đồng. Giá bán được cập nhật vào tháng 8 năm 2023. Giá bán sẽ thay đổi tùy thuộc vào vị trí căn, view sông hoặc view nội khu, vị trí tầng hoặc thiết kế nội thất bên trong mỗi căn hộ. Nếu quý anh chị quan tâm, hãy liên hệ Văn với số điện thoại 0938 868 120